Giữa lầu thứ 9 và lầu thứ 8 có một pháp trận và cấm chế lợi hại nhất so với những lầu còn lại. Một pháp trận này nghiêm ngặt mà nói cho dù là ca thủ nguyên anh cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ được. Chỉ có điều với phương diện tránh né cấm chế cùng bài trừ pháp trận, có âm dương thần ma giám cùng bàn nhược kinh, phương hành tuyệt đối có cấp đại sư, đừng nói là nguyên anh, cho dù là đại tu độ kiếp tới cũng không dám nói tạo nghệ phá trận cùng cấm chế của mình thắng được hai tuyệt thế dị bảo trên người phương hành. Bởi vì như thế, hắn chỉ dùng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, trên trán dịn ra một lớp mồ hôi lạnh mới tính là thành công xuyên qua pháp trận kia trong lúc dị thường hung hiểm nếu không có thân hình linh hoạt của hắn thật đúng là khó mà dưới tình huống không động tới pháp trận mà xông vào được chỉ có điều cuối cùng cũng thành công trong một chốc đạp lên tầng lầu thứ 9, trái tim của hắn cũng không nhịn được mà đập thình thịt hai mắt sáng lên nhìn vào bên trong sau đó hắn liền ngay dại tầng thứ 9 của vạn bảo lâu cũng không có châu quang bảo khí như 8 tầng trước đó nó như một gian phòng thông thường trưng bày thưa thớt vài món vật phẩm thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang bụi bàm rách nát rất giống nhạt bừa đặt đó còn quan trọng hơn là ở giữa phòng này đang để một cái bàn đã không biết bao nhiêu năm rồi đối diện bàn đang có một lão nhân kỳ cục tuổi đã già thân mặc trường bào đầu đội khăn xanh trang phục nho giáo hủ lậu khuôn mặt đang nhìn hai viên ngọc lưu ly trưng bày trên bàn nhỏ nghe được tiếng phương hành đi lên lão nho sinh cũng ngẩng đầu lên con mắt chuyện từ hai mảnh ngọc lưu ly nhỏ lên nhìn hắn một già một trẻ một tăng một nho đồng thời có chút ngây người, Phương Hành lấy lại phản ứng đầu tiên, suýt nữa nhảy dựng lên. Sao nơi này lại có người? Trong lòng thật sự là cảm thấy cực kỳ quỷ dị, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được bên trên không có khí tức của người sống, lại lại bỗng nhiên có một ông già ở đây. Trong sự vô cùng kinh ngạc lại vô ý thức quay đầu nhìn lên mới phát hiện trong những cấm chế kia thình lình có một bộ phận là phong tỏa khí tức lộ ra ngoài, còn lão đầu này tuổi vô cùng già rồi, hầu như hoàn toàn không có tu vi chẳng trách mình căn bản không phát hiện ra ông ta, thật sự là thực lực hiện tại của phương hành không phải bình thường, động ngón tay chỉ để bắt tới người trên cảnh giới kim đan, những người phàm tục có cũng như không. Chỉ có điều cũng may, dù sao chỉ là một lão nhân người phàm, thuận tay đánh cho bất tỉnh là xong, còn nữa, lão đầu tử này một thân mặc trang phục nho giáo hủ lậu, đó là thứ mà phương đại gia ghét nhất, nhìn thấy tất sẽ đánh. Nói thì chậm, khi đó lại cực nhanh, dù sao cũng lo lắng lão đầu tử này la lên sẽ kinh động lão tu nguyên anh đang chấn giữ trong hộ viện của vạn bảo lâu. Phương hành dường như là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão nho sinh liền nhảy dựng lên, thuận tay lấy ra phong thiện tiểu đình trong túi chữ vất của mình ra lập lên. Đầu của lão nhân, lần này nhất định là nhanh như tia trước, lão đầu ngây người, không phản ứng kịp. Chỉ có điều lúc mở trừng mắt nhìn phong thiện tiểu đình sẽ đập vào gái của lão nhân, phương hành lại hơi do dự một chút, nghĩ thầm phong thiện đình này vốn có trọng lượng hơn 10 vạn cân, tay mình cầm đã nặng lão đầu kia thoạt nhìn vô cùng yếu ớt sống không được mấy ngày nữa chỉ là một cái đợt này sợ sẽ chết mất nên liền để phong thiện đỉnh xuống bên cạnh thuận tay lấy nghiên mực ở một bên lên muốn vỗ vào gái của lão nhân chờ đã khoảng thời gian hắn bung phong thiện đỉnh xuống đổi nghiên mực tốt xấu gì lão nhân cũng phản ứng lại hay tay vội xua thấp giọng kêu nếu như giọng của ông ta cao hơn đoán chừng nghiên mực này liền đập xuống rồi chỉ có điều thấy ông ta thức thời còn biết thấp giọng Phương hành chỉ vô thức hơi do dự một chút, nghiên mực treo giữa không trung, cách đầu của lão nhân chỉ có khoảng cách không tới nửa ngón tay. Nhìn nghiên mực mà phương hành cầm chỉ cách trong gang tấc, vừa liếc nhìn phong tiện tiểu đình ở bên cạnh cùng với dáng vẻ hung thần, ác sát của phương hành, lão nho tìm được đường sống trong chỗ chết cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhẹ vỗ lồng ngực của mình, sau đó chưa hết kinh hoàng quan sát phương hành mấy cái, đẩy hai mắt kính như hai mảnh ngọc lưu ly li nhỏ trên sống mũi, ngơ ngác mở miệng hỏi. "Vì đạo hữu này" ngươi tới làm gì thế? Còn phải hỏi sao, Phương Hành vẫn nghiên mực trong tay, hùng hăng quăng ra dạ một câu. Lão toan nho ngẩn ngơ nhìn thoáng qua bao tải to sau lưng Phương Hành, khó tin nói. Trộm đồ, lúc đầu muốn đánh cho ông ta một nghiên mực cho bất tỉnh là xong việc, Phương Hành bỗng nhiên tức giận, bất bình nhìn lão nho, nói. Bắt ông mù à, trộm đồ cái gì chứ, rõ ràng tiểu ra tới đánh cướp, thời điểm có thể đánh cướp tuyệt đối không ăn trộm, hẳn là chưa từng thấy có ai đối đáp thẳng thắn như vậy, lão nho sườn sốt một chút mới nở nụ cười khổ. Cứ vạn bảo lâu, Phương Hành nói. Đúng vậy. Ánh mắt của lão toan nho nhìn Phương Hành bắt đầu có chút sùng bái. Đạo hữu thật là mạnh, Phương Hành lại có chút ngượng ngùng, tay cầm nghiên mực hơi thả lòng, cười nói. Đừng nói như vậy, ngại quá chút nữa đã độc ông rồi. Lão toan nho như bị viễn thị không nhìn rõ, lúc này mới lưu ý tới nghiên mực cạnh đầu mình vừa được thu lại nhớ tới lại sợ dáng vẻ hoảng hốt nói ngày này đạo hữu à không phải là ngươi muốn giết người diệt khẩu đấy chứ phương hành nói sao có thể chứ ngươi lại không biết ta là ai giết ngươi làm gì đâu đánh ngất xỉu là được rồi lão toan nho thở phào nhẹ nhõm sau đó vẻ mặt đau khổ nói tại sao phải đánh ngất xỉu chứ phương hành trừng mắt liếc ông ta một cái nói không đánh ngất ngươi sao ta thuận tiện trộm đồ à không phải cướp đồ được chứ lão toan nho nở nụ cười gượng ngươi cứ cướp của ngươi là được rồi thân thể của ta không cả được ngươi nói cũng đúng phương hành thì thầm một câu lại để nghiên mực xuống có điều lại nói với lão nho lão già ông cẩn thận một chút cho ta tiểu ra ta phản ứng rất nhanh đó chỉ cần ông nghĩ tới chuyện kiều loạn ta chắc chắn sẽ đập ông, không cần nghiên mực, sẽ dùng cái đỉnh kia đập ông, ta đã nói với ông rồi, chỉ bằng việc ông mặc đồ này cũng đã thua thiệt tuổi tác ông đã cao, nếu như trẻ thêm mười mấy tuổi. Ta đã sớm đánh ông một trận trước rồi. Vì sao chứ? Lão toan nho giờ hai tay lên thật cao, như là cực kỳ sợ Phương Hành hiểu lầm ông ta không thành thật, đồng thời hiếu kỳ hỏi, Phương Hành nói. Những người như ông là đáng ghét nhất, mỗi ngày không có việc gì làm đi tụng cái gì mà chi, hồ, Giả giả ô oh hô oh ai tay khi còn bé ta cũng không ít lần chịu thua thiệt vì các người rồi, đại thúc thúc đánh ta phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì nhóm các người. Lý do này làm cho lão nho cũng sửng sốt, sau một hồi lâu mới giải thích. Là do đại nho có danh vọng làm, không liên quan gì tới ta, Phương Hành nói. Sao lại không có liên quan, lão toan nho tức giận bất bình, nói. Ta con mẹ ở thi cả đời, ngay cả một tú tài cũng không thi đậu được. Phương hành vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, cười ha ha nói Thật mất mặt, vậy mà ngươi còn mặc áo nho, lão toan nho nói Cũng bởi vì không thi đậu nên mới mặc và đỡ nghiện ấy mà Ông cũng khá thành thật Phương hành khen lão toan nho một câu, cảm thấy lão đầu này thật đúng với ý của hắn Lại thấy lão toan nho quả thực không có ý la to, hai tay vẫn thành thật sơ cao không có ý định để xuống thì thoáng yên tâm một luồng thần niệm bám lên người lão toan nho bất cứ lúc nào cũng có thể giám thị nhất cử nhất động của ông ta bản thân mình lại quay người đi bắt đầu tìm mỉ quan sát bố trí trong gian phòng này vừa xem cũng vừa cảm giác có chút hiếu kỳ hỏi lão toan nho Vạn bảo lâu là một trong mười hai lâu của bạch ngọc kinh xem như là tồn tại ở cấp cao nhất trong giới tu hành rồi tại sao lại để một lão già như ông trên lầu cao nhất vậy mới vừa rồi còn làm ta giật cả mình đó lúc đầu cho rằng nơi đây có bảo bối gì nữa lão toan nho gượng cười nói nào có bảo bối gì bảo bối đều ở mấy tầng phía dưới rồi phía trên này chính là nơi lão phụ tự giam mình tự giam mình phương hành nhạy bén phát hiện ra những chữ này kinh ngạc quay đầu nhìn lão toan nho một cái lão toan nho này chẳng qua chỉ là một người phàm tục nào có tư cách tự giam mình trên tầng 9 của vạn bảo lâu chứ lão toan nho dường như cũng biết phương hành đã hiểu lầm vội vàng cười giải thích Lúc còn trẻ phạm phải một chút chuyện sai lầm, hối hận không kịp liền xin vạn bảo lâu nhốt ta ở chỗ này, với lúc bọn họ cũng thiếu một người giúp bọn họ sao kinh văn nghĩa. Hơn nữa đây là nơi mà người ngoài không thể tùy tiện ra vào được, một người như ta tự đưa tới cửa dĩ nhiên là hợp với tâm ý của bọn. Họ, cho nên ta liền ở lại chỗ này, nói như vậy nhưng Phương Hành lại hiểu rõ, vạn bảo lâu đưa ra thủ lao trong phù chiếu, có rất nhiều các loại kinh nghĩa, đều là thứ không thể khác cây ngọc giản được. Nếu lấy ngọc giản để khác thường đều là ý nghĩ trong đầu một người, cũng chính là đưa lý giải cùng cảm ngộ của một người cho ngươi. Tuy là thuận tiện nhưng chung quy lại cũng có một số thứ không tiện lộ ra, một vài chỗ cổ pháp vẫn có thói quen dùng giấy truyền bá kinh nghĩa, còn vạn bảo lầu bình thường cần thưởng kinh nghĩa. Ra ngoài, dĩ nhiên là cần người không ngừng giúp bọn họ sao chép, tại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà lão toan nho này ở lại trên lầu chín này, có thể còn có một nguyên nhân khác, phương hành lại không cần biết. Dù sao, cho dù là ở trong cảm ứng thần thức của hắn hay là trong âm dương thần ma giám lão toan nho này cũng chỉ là người thường, khi huyết suy bại, không quá mức đặc thù hay khác thường, cho dù có chút bí mật, chỉ cần không ảnh hưởng tới chính sự của hắn là tốt rồi, cũng lười đi tìm hiểu tới cùng. Ở đây cũng chỉ có vài thứ đã hư hại, sau khi tử tế quan sát kỹ căn phòng một lượt, trong lòng lại không nhịn được mặt thất vọng. Trong phòng này nào có bảo bối gì, ngoại trừ một đống linh tinh hoàn toàn không đóng gói gì thì chỉ còn lại mấy cái giá bên trên bầy hài cốt thú vật đã phong hóa được một nửa còn có một cái tòa cốt để trần mấy tảng đá có hoa văn cổ quái còn có một lưỡi dao để cắt chỉ cùng với một cái bàn tay bạch cốt bên trên có nhiều cái khô lâu phá động yên lặng đặt trên giá kỳ quái thực sự là không có bảo bối gì sao trong lòng phương hành thật sự thất vọng vừa nói thầm vừa đầy mặt nghi ngờ đụng thử vào vận dụng âm dương thần ma giám thi hài của thiểm điện tộc đã mất linh tính hoàn toàn không có bảo tính Di cốt của lạc thần trùng không phải bảo cốt, không có tính chất đặc thù gì. Hoàng thiên thần kim đã mất thần lực, chỉ còn lại hải cốt. Mặc dù là đồng nát, nhưng dù sao cũng đồng nát đạt ở tầng thứ 9 của vạn bảo lâu trong bạch ngọc kinh, phương hành cũng không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào. Dùng âm dương thần ma dám kiểm tra từng thứ một, lại thất vọng phát hiện tên của mấy thứ này tuy cổ quái, nào là thiểm điện tộc, là thần trùng hắn đều chưa. Từng nghe thấy bao giờ nhưng đã không còn thần tính nữa, cũng không có pháp tắc, quả thực chỉ tính như đồng nát, duy chỉ khi nhìn thấy khô lâu cuối cùng kia, hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt sáng lên, trái tim vang lên nhắc nhở của âm dương thần ma giám. Đầu lâu của chân tiên, có phong cấm, không thể phân biệt. Đầu lâu chân tiên. Phương Hành nhìn thấy cái đầu lâu kia cũng cả kinh, vội vàng tới gần nhìn thử, lại thấy cái đầu lâu này không khác gì so với đầu người bình thường, chỉ là chất xương tinh mịn thanh khiết, giống như bạch ngọc, chỉ là mặt trên của đầu lâu có nhiều chỗ bị hư hao. Có một vài chỗ như là lúc sinh tiền bị thương, bị người ta đập nát, cũng có một chút như là sau khi bị ngã xuống dẫn tới phong hóa, lấy âm dương thần ma dám xem thử, bộ phận bên trong đầu lâu này nhìn như không có vật gì nhưng lại ẩn hiện có dấu thần quang, như là cấm chế gì đó, chỉ là cấm chế này ngay cả âm dương thần ma dám cũng không dám định ra cụ thể. Là cái gì, còn hắn sau khi quan sát vài lần cũng không phát hiện ra, chỉ bĩu môi nghĩ thầm. Không khác gì người bình thường, nét mặt không phản ứng gì lớn chỉ hơi hơi đánh giá liền coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi lão già kia mấy thứ này ở đâu ra lão toan nho liếc mắt thăm dò như không có chuyện gì xảy ra cười nói ha 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 chính là một đống đồng nát hắc hắc nhìn thấy lão nhân này đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình phương hành cũng không vạch trần thuận tay nhặt lưỡi dao chặn lên quan sát một lượt cau mày nói những thứ rách dưới này lại khá hiếm thấy. Sao ta lại chưa từng thấy chất liệu đúc con dao này, còn cả đống thi hải kiên nữa. Lão nho dường như cũng không ngờ tới hắn lướt mắt đã nhìn ra đầu mối, nhất thời hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Thiên hạ to lớn, chủng loại phức tạp, ngươi còn trẻ tuổi, nào có thể hiểu biết hết được chứ, mấy thứ này ấy à, kỳ thực đều là. Phương hành lướt mắt, biết lão toan nho này đang lừa dối mình, không để ý, ánh mắt lại vòng vo mấy vòng, chợt thấy một quyển sách nho nhỏ mỏng tang ở bên cái giá bên trái nhất nó đã ố vàng lại đặt chung với đống đồng nát này trên có bốn chữ cổ truyện bất chi bảo lục vừa nhìn liền biết là kinh điển có liên quan tới mấy thứ đồng nát này rồi phương hành cũng bất động thanh sắc thuận tay lấy qua khóe mắt liếc một cái quả nhiên thấy vẻ mặt của lão to nho kia trở nên có phần cổ quái hắn liền hoàn toàn yên tâm thuận tay lật xem một lượt lại thấy trên đó viết một hàng chữ nhỏ thanh tú thiên huyền quan bảo đại thiên huyền bí với kiến thức cả đời của ta lại không thể biện giải hết được chư bảo này từ cảm thấy vô cùng xấu hổ nay ghi chép qua trong sổ này để hiền giả có được có thể dùng tạm ánh mắt của phương hành dần nghiêm túc càng xem vẻ mặt càng trịnh trọng trong sách này đương nhiên ghi lại lai lịch của những thứ này thi hài không biết tên có được từ trảm tà lâu đồ lý trường uyên viễn phó lạc âm sơn huyền vực trong ma uyên nhìn thấy trong một cổ quật chém giết một la hán trong ma uyên đoạt được biện cầu hiền giả không biết sự dị thường của nó lưu giữ ở vạn bảo lâu, tạm giữ lại đợi người hữu duyên. Tòa cốt không biết loại, do đàn hương lâu hồng tuệ thu thập được từ dưới sườn núi huyền vực của Ma Uyên, tạm giữ lại đợi người hữu duyên. Điều lâu nghi tiên tộc, có được từ trong tế đài của Thái Huyền Sơn huyền vực trong Ma Uyên, tổn hại mười người chân truyền, chảm ba la hán. Đây chắc hẳn không phải phàm vật, mà là đồ mà mấy năm trước Bạch Ngọc Kinh phái người đoạt được lần Ma Uyên huyền vực giáng từ trên trời xuống, quyền quan dáng cơ duyên đối với thiên nguyên đại lục đều là việc trọng đại, mỗi tộc mỗi tông đều không muốn bỏ qua. 16 năm trước, Nam Nguyên vực dáng từ trên trời xuống, Ma Uyên cùng Yêu Địa đều từng bí mật phái người qua đó tranh đoạt cơ duyên, thu hoạch cũng không ít, tuyệt ngày Phương Hành cũng từng nghe nói tới, còn 10 năm trước, hai lần Ma Uyên trời giáng huyền vực, Thần Châu đương nhiên cũng sẽ không ngồi xem. Liên tục hai lần, năm vực trong Thần Châu, đạo thống có thực lực đều từng phái đệ tử đắc lực vượt qua Ma Uyên đi vào đó tranh đoạt cơ duyên. Tuy là tử thương thảm trọng nhưng ít nhiều gì cũng có một bộ phận thu hoạch, còn đặt ở tầng thứ 9 của vạn bảo lâu đương nhiên là một vài cơ duyên mà các đệ tử của Bạch Ngọc Kinh đoạt được từ trong ma uyên. Dĩ nhiên, những thứ hữu dụng đều đã được họ dùng cả rồi, vài món này cũng vì không phân biệt được công. Dụng cụ thể nên mới ném ở tầng 9 của vạn bảo lâu này, đợi người hữu xuyên. Chẹp chẹp, chữ nhỏ viết tai này viết thật là thối giữa, phương hành vừa xem vừa cau mày, như không có chuyện gì nói. Ngươi nói chữ của ta thối giữa, lão toan nho ngẩn ra quả thực tức tới run người tên bất học vô thuật này lại dám nói chữ ta viết là thối giữa con mẹ nó ta viết chữ tiểu trận đó còn chưa kịp phát hỏa nghe được câu nói này của ông ta phương hành trượt bộp một tiếng thu sách về trợn bắt nhìn lão toan nho lão già kia rốt cục thừa nhận rồi hả sách này căn bản là do ngươi viết đi còn dám nói không biết lão toan nho không ngờ tới hắn lại dùng phương pháp này để lừa mình hơi ngẩn ra Cưỡng cười nói. Bạc đúng là do ta viết, chỉ có điều ta lớn tuổi rồi, nhớ không rõ lắm, hắc hắc, thật sự không phải cố ý lừa ngươi đâu. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, còn tiếp tục không thành thật ta sẽ đập ngươi, phương hành cầm lấy nghiên mực vừa mới để xuống ở bên cạnh lên chừng mắt nhìn lão toan nhau một cái, quát hỏi. Đây thật là những thứ có được ở bên ma Uyên, lão toan nhau ngẩn ngơ, đàng hoàng nói. Hình như là vậy, Lúc đó người ta bảo ta viết gì ta liền viết cái đó. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn, vung nhiên mực trong tay rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía sau sách mỏng, nghi ngờ nhìn về phía lão toan nho. Nếu là bảo bối có được bên trong huyền vực, tại sao Bạch Ngọc Kinh 12 lâu không phân biệt được? Còn phải chờ người hữu duyên gì? Hắc, người hữu duyên cái con chó gì gì? Lão toan nho bị phương hành vạch trần rồi, dường như cũng có chút thoải mái hơn, lời biếng nói. Đó là vì lão phu ta thấy nghe thấy em tai nên cố ý viết lên, những thứ rách giới này nếu không phải có liên quan tới quan tài từ thiên thượng thì đã sớm vứt đi rồi. Nhưng là vì cướp được từ huyền vực, lại cảm thấy hẳn là có chức huyền diệu, cố tình tới hiện tại vẫn chưa tìm được công dụng của chúng, lúc này. Để lại cũng không được mà không để lại cũng không được, làm rác rưởi cũng chiếm chỗ, còn bạch ngọc kinh 12 lâu mỗi lần chia đồ cũng có hạn, ai cũng không muốn bị những thứ rách giới này chiếm số lượng mình được phân chia, liền phân vài thứ hữu dụng đi trước rồi những thứ vô dụng này không tiện định giá, cũng không tiện phân. Chia liền dứt khoát ném vào vạn bảo lâu sung công, nói dễ nghe một chút chính là tạm để đó chờ người hữu duyên, nói khó nghe chút chính là chuẩn bị cầm đi lừa dối người ta. Ông ta nói cũng khá nghiêm túc, đường đường là bạch ngọc kinh, tài nguyên phân phối ra lại bị ông ta nói như kẻ trộm chia của vậy. Chỉ có điều nói thẳng thắn như vậy chính xác làm phương hành sửng sốt, vô ý thức nói. À, lừa dối người. Lão toan nhân nhìn xung quanh không có ai mới giảm thấp giọng nói. Không phải thế à? Người cũng biết, phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần tiếp nhận phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng tương ứng. Tuy là mấy năm gần đây độ khó của phù chiếu đã nâng cao không ít rồi nhưng bây giờ bọn tiểu bối cũng lợi hại, vẫn có rất nhiều phù chiếu bị bọn họ hoàn thành. Thù lao này ấy à, khả năng ban ra ngoài phải liên tục rồi, cho dù Bạch Ngọc Kinh phú giáp thiên địa cũng không chịu nổi, cho nên ấy à, những thứ rách dưới này liền phát huy được tác dụng. Mỗi khi có người hoàn thành phu chiếu, lúc lĩnh thưởng phong phú, trưởng quỹ của vạn bảo lâu liền xuất hiện, trước tiên thần bí dẫn thẳng hắn tới tầng thứ 9 của vạn bảo lâu, sau đó cho hắn xem mấy thứ này, lại nói cho bọn họ biết lai lịch, sau đó hỏi. Mấy thứ này đều là thứ tốt có được từ huyền vực, giá trị vô hạn, chỉ có điều người bình thường không nhận ra, tiểu tử ngươi không biết có nguyện đánh cuộc một lần hay không, nếu muốn, vật này ban cho ngươi, mang theo dương đầu này đi. Nhớ đâu sẽ nhận được tin duyên. Nói nhiều tới Phương Hành cảm thấy nhất thời sừng sốt. Chuyện này cũng được sao, lão toan nho nói. Đương nhiên là được rồi, trước đây ở đây có hơn 10 thứ đó, nhưng tất cả đều dùng cách này để tống đi, đã ít đi không ít rồi đấy. Bọn họ ngốc à? Phương Hành sừng sốt, nói. Đang yên lành được ban thưởng không muốn, lại đổi lấy thứ rác rưởi này, mang đi nấu canh cũng ngại cứng quá nữa lời này nói lại đúng. Lão toan nho bị một câu nói của Phương Hành nói chúng suy nghĩ, than thở một tiếng, lắc đầu nói. Đều là người chưa từng trải nhiều, cứ vậy nghĩ dù sao cũng là đồ có được từ trong huyền vực, sao có thể là thứ lồng nát được, trong mắt người khác có thể vô dụng, nhưng nhỡ đầu thứ này có duyên với ta thì sao? Có thể tới tay ta nó lại có tiên duyên mà người khác không có, đó cũng là một khả năng, liền quyết tâm lấy thứ đó đi, giống lão nhân ta khi còn trẻ tuổi vậy, rõ ràng đã thi hơn 30 năm không đậu tú tài, vẫn không nhịn được mà nghĩ tới, nhỡ đâu lần sau thi đậu thì sao? Đến lúc kỳ thi diễn ra lại thu dọn đồ đạc lên kinh thành. Ai? Giống nhau cả. Được rồi được rồi, ai mà thích nghe ông kể những chuyện hư hỏng đó chứ? Phương Hành cười nhạt quay đầu đi, nghiêm túc quan sát đồ đạc trên giá một lượt, trầm ngâm một lát liền để bao tải trên lưng xuống, nhẹ nhàng tránh bị vỡ rồi bắt đầu trầm mặc không nói gì, lấy đồ lên, thi hài của thiểm điện tộc bỏ vào bao tải, xương quay xanh của lạc thần tộc, bỏ vào bao tải. Hoàng thiên thần kim lấy luôn, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, lấy tiếp, lão toan nho nhìn thấy vậy thì ngây người. Người đang làm gì thế? Phương hành nói. Mang đi đó, lão toan nho có chút lắp bắp. Mới vừa rồi chẳng phải ngươi nói những thứ này đều là rác rời sao, Phương Hành nói. Dù sao cũng là đồ có được trong huyền vực, sao có thể thật sự là đồng nát được. Một câu nói đã làm lão toan nho không có lời nào để bà nữa, mắt trợn trừng nhìn Phương Hành lấy hết đồ trên giá bỏ vào trong bao tải. Để lại cho ta vài món đi, lão nho trơn mắt nhìn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Giữ lại cho Bạch Ngọc Kinh các ngươi gạt người à. Biết là gạt người ngươi còn cầm nhiều như vậy làm gì? Nhỡ đâu trong mấy thứ này thật sự có duyên với ta thì sao? người người ta chính là người trong thế tục trong miệng ông những chuyện trong thế tục này trước hết để ta làm đi lão nho sinh bị một câu của phương hành làm nghẹn lời chỉ có thể dừng mắt nhìn hắn trong chốc lát không biết có nên ngăn cản hay không nói nhiều như vậy không phải là vì làm hắn không quan tâm tới những thứ này nữa hay sao nói thế nào mà tới sau cùng lại làm tên tiểu khốn kiếp này lại xem thường mình nữa vậy thoạt nhìn phương hành đang qua quýt lấy đồ vào trong bao tải trên thực tế mục đích chủ yếu nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng kia, trước tiên tùy tiện lấy vài món, sau đó liền tự tay sờ tới cái đầu lâu kia, nghĩ trước tiên lấy được thứ này mang đi đã, chờ khi rảnh rỗi sẽ lấy ra nghiên cứu. Mặc dù không biết diệu dụng cụ thể của đầu lâu này là gì nhưng nếu là đầu lâu chân tiên, bên trong còn có cả cấm chế mà ngay cả âm dương thần ma giám cũng không nhìn thấy được, thì bên trong đó hẳn là sẽ có chút thần dị, lấy được sau này nghiên cứu chút, nhỡ đầu thật sự gặp được tiên duyên. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Tiên Duyên lại tới nhanh như vậy, ngay khi ngón tay hắn tiếp xúc với đầu lâu, pháp lực trong cơ thể đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, thần thức cả người càng biến ảo như mộng. Trong đầu, tổng cương cùng khẩu quyết của Thái Thượng Đan Đạo ngay lúc này chủ động hiện trong đầu, giống như nước chảy chậm rãi lan ra trong lòng, lan tới đâu sinh biến tới đó. Trước mắt phương hành, cái đầu lâu kia ở vị trí hai hốc mắt đen ngòm lại đột nhiên yếu ớt sáng lên hai tia lân quang. Hai tia lân quang yếu ớt như hai đốm ma chơi, lạnh lẽo âm u nhìn mặt phương hành, làm cả người hán trở nên sợ hãi cùng lúc đó đầu lâu bỗng nhiên mở miệng cằm răng rác răng rác không khép kín được tụng một đoạn kinh văn ra một đoạn kinh văn này không có tiếng động ra khỏi miệng đầu lâu liền vào tai phương hành sau đó biến thành ý mà hắn có thể đủ hiểu được lắng đọng bên trong thần hồn thái thượng phá trận kinh nhục thần pháp vô thượng lấy thân làm binh lấy huyết làm khí thúc giục phá trận rời núi lấp biển thì thần đầu tiên cả người phương hành ngây dại sự kinh ngạc này tới quá đột ngột. Vừa rồi âm dương thần ma giám đã giám định ra bên trong đầu lâu này có ẩn chứa cấm chế khó có thể nhìn ra cụ thể, nhưng hắn không ngờ tới, cấm chế này lại là cấm chế thái thượng đạo, còn lúc ngón tay mình tiếp xúc với đầu lâu, thái thượng đan kinh tự động vận chuyển, như được mở chìa khóa tất cả cấm chế có. Liên quan tới thái thượng đạo thống bí truyền, trong giây lát đã mở truyền thừa ra, có được quyền kinh văn này, một trong thái thượng cửu kinh, thái thượng phá trận kinh. Thái thượng phá trận kinh phá trận này cũng không phải ý là phá giải pháp trận rõ ràng là ý hùng dụng phá trận địch theo như truyền thừa kinh văn phương hành thậm chí còn thấy trong cái đầu lâu này một loại ảo giác loáng thoáng một tướng lĩnh vô địch trốn phàm trần trời sinh vũ dũng vũ pháp huyền diệu chinh chiến mấy chục năm ở phàm trần phá địch trận trảm thủ địch không đồ đổ địch nổi sau lại gia nhập vào thái thượng đạo thống đạo hiệu là phá trận từ tu hành 700 năm thân thể trở thành thánh trở thành tiên nhân thứ năm phá không thành tiên của thái thượng đạo thống trong con đường tu hành 700 năm của gã, gã hầu như đều không tu thuật pháp, tìm hiểu đại đạo, tất cả tâm thần đều đạt trên võ pháp, trở thành một trong thái thượng thập tiên có võ pháp tối cường, hạng người cận chiến là vô địch, còn trước khi phá không thành tiên, gã cũng như tiền bối, để lại tâm đắc tinh túy một đời. Tu hành của mình cho hậu nhân, tâm đắc này chính là tinh yếu của một thân võ pháp của gã, thái thượng phá trận kinh, vì lúc còn là người phàm, gã có thể phá trận địa của địch, trong thiên quân vạn mã lấy được thủ cấp của tướng địch lúc làm người thu hành, gã có thể rời núi lấp biển, vượt cấp giết địch như chém dưa thái dao. Sau khi thành tiên, gã có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân sẽ làm tinh vẫn nguyệt trụy, ngũ tiên thái thượng phá trận tử, võ pháp cận đạo thân thể vô địch, một đời tâm đắc là vì thái thượng phá trận kinh. chợt nhận được thái thượng phá trận kinh, cả người phương hành cũng ngây ra, đám chìm trong sự bất ngờ nghĩ về pháp tắc võ đạo trong đầu mình, từng thức võ pháp, từng câu tâm đắc, từng kinh nghiệm đều tan ra trong đầu hắn chìm vào kỳ kinh bát mạch thái thượng phá trận kinh rời núi lấp biển kinh thiên động địa trong nghìn vạn tiên ta là vô địch những câu kinh văn tràn vào trong đầu trong lúc nhất thời chất đầy suy nghĩ của phương hành làm cho cả người hắn có chút hỗn loạn theo bản năng hắn liền ngồi xuống đầu chỉ cảm thấy xoay chuyển quá chậm bị từng luồng kinh văn thâm ý tràn ngập hắn cần yên lặng để tiêu hóa từng chữ kinh nghĩa đang tràn ngập trong đầu mình tiểu tử ngươi đang làm gì đấy bên cạnh Lão Toan Nho dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành, ánh mắt phức tạp mang theo chút cấp bách, vội vã hỏi. Ngay cả ông ta cũng không nhìn ra dị trạng gì, chỉ thấy Phương Hành động một ngón tay lên đầu lâu, sau đó cả người liền đình trệ mấy hơi, rồi dáng vẻ liền như uống xanh mềm, đến cuối cùng thậm chí còn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩn người ra. Có chút váng đầu. Phương Hành trả lời, sau đó cúi đầu xuống, cười gượng hỏi lão Toan Nho: mấy thứ này thực sự là có được từ ma uyên huyền vực sao lão toan nho nói đúng vậy chết không ít người đấy phương hành gượng cười trước đó kiểm tra không có vấn đề gì sao lão toan nho lắc đầu không có hoàn toàn không có nếu không cũng không thể đặt hết ở đây được ai phương hành thở dài móc hồ lô rượu trong túi chữ và sa sót uống hai hơi lại dùng sức lắc đầu số lượng lớn kinh văn dũng mãnh ảo vào đầu dưới tình huống đột ngột như vậy lấy tu vi hiện nay của hắn cũng có phần không chịu nổi chẳng nhẽ thật sự có tiên duyên lão toan nho khựng mắt nhìn phương hành đang hỗn loạn đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị chậm rãi nâng một tay lên dường như đang do so dự có nên đè vào trán của phương hành không ừm cũng đúng vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới tiếng này cực lớn giống như một cơn địa chấn dị biến này làm lão toan nho khẽ run lên cất bước một cái liền đi ra ngoài bốn năm trượng đứng cạnh cửa sổ ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng về phía nội thành một bước này tùy ý bước ra lại giống như thần thông xúc địa thành thốn trong một bước đơn giản lại ẩn chứa sự huyền diệu vô thượng cũng làm phương hành đột nhiên thấy cả kinh tỉnh lại từ trong sự ngơ ngác sợ hãi giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu sợ tới toát mồ hôi lạnh cả người nhưng trong nháy mắt cũng đã thanh tỉnh lại từ trong trạng thái tiếp nhận nho ra kinh điển truyền đạt sự huyền diệu thần trí bắt đầu phục hồi như cũ, sau khi ngẩn. Người liền vội vàng nhảy nhanh tới bên cửa sổ, cảm ứng lực vận dụng tới tối cường, ánh mắt nghiêm túc nhìn ra bên ngoài. Nhìn như thế lại không nhịn được mà phát lạnh trong lòng, Thinh linh nhìn thấy hướng thành trung tâm có thân ảnh đang tung bay như bướm, nhanh chóng vọt về phía các phía trong thành, đồng thời có vô số thần thức tung hoành ngang dọc giống như đao kiếm, trên nhỏ nội thành chư vực thành từng khúc. Vì người ta phát hiện rồi sao? Hắn lấy làm kinh hãi dáng vẻ phát chân lên cổ nghĩ cách trốn đi chỉ có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại không phải là mình bị người ta phát hiện mà là trong nội thành có chuyện khác xuất hiện những thần niệm kia đuổi tới từ nội thành giống như người cá nhanh chóng dò xét mỗi một vị trí khả nghi dáng vẻ đó là có người trốn thoát từ trong thành trung tâm sau đó bị nhóm đại tu này tra xét chỗ mình là vị trí của vạn bảo lâu chỉ là vừa hay ở trong số đó mà thôi vậy cũng không thể ở lại được nữa trong lòng phương hành cảnh giác cực nhanh nhảy xuống khỏi cửa sổ nhét đầu lâu kia vào trong bao tải, sau đó nhanh chóng muốn đi, nhưng lúc quay người thấy được lão toàn nho kia đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ trầm ngâm không nói lời nào. Lão đầu, ta phải đi rồi, ngươi có muốn đi cùng ta không? Phương hành có chút không đành lòng, lên tiếng đề nghị lão nhân, lão nho kinh ngạc quay người lại, có chút bất ngờ nói. Người, muốn dẫn ta đi, Phương Hành lướt mắt nói. Không phải ông nói bị nhốt ở nơi này biết bao năm, muốn đi cũng không được đó à? Nhìn dáng vẻ ông không quá đáng ghét, tưởng ra ta sẽ giúp ông chuyện này, dẫn ông rời khỏi đây. Thế nào? Cấm chế của vạn bảo lâu này không ngăn được ta. Lão Toan nhưng nghe xong những lời này thì vẻ mặt khá phong phú, dường như có hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng có chút cảm khái. Ông ta nhìn túi chữ vật của Phương Hành một cái, cũng bỏ suy nghĩ muốn lấy cái đầu lâu kia về, chỉ cười nhạt nói: Ha ha tâm ý của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng chỉ có điều vẫn thôi đi lão nhân ta ở đây dạo chơi đã quá lâu rồi người ở bên ngoài quen biết với ta đã không còn nhiều nữa nói tới đây lại gượng cười một tiếng lắc đầu nói hơn nữa nếu ta đi bạch ngọc kinh này khả năng sẽ bị rối loạn bắt nạt một lão già thì coi là bản lĩnh gì phương hành không kịp nghĩ kỹ còn tưởng rằng lão nhân này nói là bạch ngọc kinh sẽ không dễ thả ông ta rời đi dù sao ông ta sao kinh văn bí quyết cho Bạch Ngọc Kinh, trong đầu quả thực là chứa rất nhiều bí mật không thể nói ra ngoài. Trên thực tế, đáy lòng của hắn muốn dẫn lão nhân này đi cũng có chút để ý tới những kinh văn đó đương nhiên dưới tình thế cấp bách cũng không kịp nói tỉ mỉ, chỉ nhíu chân mày nói. Ta cũng không sợ đám tôn tử trong Bạch Ngọc Kinh này, ta sẽ lập tức kiến sơn lập trại, ông tới trong đại môn cho ta, đảm bảo ông sẽ được ăn nhậu xả láng. Ôi chào! nghe được câu nói đám tôn tử của bạch ngọc kinh vẻ mặt của lão toan nho như biệt khuất gì đó chỉ có điều nghe câu sau lại hơi cảm khái cười gượng một tiếng chắp tay nói với phương hành tiểu hữu ta cảm ơn ngươi trước nhé việc trông đại môn đó ngươi cứ giữ cho ta ngày nào đó bạch ngọc kinh có thể thả ta đi ta sẽ tới chỗ ngươi để ăn uống xả láng tóm lại ngươi vẫn không chịu đi ta lề quản ngươi nữa rồi phương hành bộc một tiếng thiêng bao tải muốn chuồn chờ đã lão toan nho đột nhiên mở miệng nhìn phương hành phương hành cũng quay đầu lại nghi hoặc nhìn ông ta cái đó ngón tay của lão nho chỉ vào bao tải sau lưng phương hành tựa như muốn hỏi hắn chuyện đầu lâu nhưng sau khi hơi ngẩn ra thì lại chợt cười đưa ngón tay chỉ vào hồ lô rượu trong tay phương hành cười nói tiểu hữu à hồ lô rượu này để lại cho ta được không ha ha nói ra lại sợ ngươi chê cười từ lúc vào đây bao nhiêu năm rồi ta chưa được nếm hương vị đó nữa trời chút chuyện bao lớn đâu phương hành thật phóng khoáng bởi vì hồ lô rượu này không phải bảo bối gì chỉ là lúc nhàn nhã du ngoạn hồng trần thuận tay hái hồ lô cho một nhà nông không đáng tiền gì thuận tay ném cho lão toan nho cười to một tiếng kêu lão thư sinh nhà ông cũng không đáng ghét lời mời tới ăn uống xả láng ta lưu lại cho ông đây xem như là cửa sống ta để lại cho ông chỉ cần ông đừng chết già trên cái lầu này là được rồi ha ha vậy thì lão toan nho nhận lấy hồ lô rượu mở miệng cười rầm 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 nhưng cũng vào lúc này liền nghe được ba tiếng nổ kinh thiên động địa thân niệm của phương hành vừa chuyển liền phát giác ở bên ngoài trong nội thành có ba luồng khói đen khí tức đáng sợ đang tàn sát bừa bãi trong không trung đánh vào một chỗ trận pháp lớn của một phía nội thành chỉ chấn động làm linh quang bên ngoài pháp trận không ngừng rung lên chỉ có điều không bị phá vỡ nội thành đã hoàn toàn đại loạn vèo vèo ba luồng khói đen này còn chưa hạ xuống trên không trung lại có hai luồng khí tức đáng sợ bay vào trong nội thành lần nữa đánh lên trận pháp tuy là uy lực không đủ để hoàn toàn đánh vỡ phát trận nhưng thế công này cũng cực kỳ dọa người trong nội thành lập tức có ba tu sĩ với khí tức mạnh mẽ bay lên giữa không trung tay áo mở ra chắn hết khí tức đáng sợ lúc trước bên ngoài lỗ mũi châu đáng chết đuổi theo ta đây này cách đó không xa phía trên nóc nhà có một tiểu hòa thượng áo bào trắng nhảy ra ngoài trên mặt bịt một tấm vải rách, gương nhanh múa vuốt với hai lão tu sĩ ở giữa không trung, rồi ra sức ném hai viên lôi hoàn tới, sau đó dáng vẻ vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài thành. Mẹ kiếp, là con lừa ngốc thần tú, hắn tưởng ta bị phát hiện đây mà. Phương Hành hận thầm mắng trong lòng, bây giờ đã rõ trong thành xảy ra chuyện gì, cho nên khi toàn thành cảnh giới, từ Hòa thượng thần tú đoán chừng là cho là mình bị phát hiện, nhưng khí không tiếc nhảy ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của chư tu sĩ nguyên anh ở trong thành giúp mình rời ánh mắt chú ý đi lần hiểu lầm này làm hắn không biết nên nói gì cũng làm hắn có chút cảm động thật bội phục hòa thượng này có lá gan thật không nhỏ chuyện này cấp bách hắn không có thời gian lải nhải với lão toan nho nữa hú lên một tiếng quái dị liền nâng bao tải lên vào một tiếng đã ẩn xuống dưới vạn vào lâu thân hình như cá bơi xuống chín tầng lầu vào sang ngoài cửa chuẩn bị chuồn mất chỉ để lại một mình lão toan nho trong tay cầm một cái hồ lâu rượu lại nhìn giá sách trống rỗng lắc đầu gượng cười vụ buôn bán này thật là thua thiệt. Gian tế ma uyên lẻn vào bạch ngọc kinh tác loạn, đệ tử trong nội thành lập tức mặc giáp chém giết ma trùng. Trong nháy mắt bạch ngọc kinh đã đại loạn, có giọng nói già nô hét lớn, đồng viên tất cả đệ tử trong bạch ngọc kinh, từng phân thân đánh về phía nội thành, từng luồng thần thức như mạng nhện phủ xuống, còn có cả đại trận hộ thành vận chuyển, uy áp dáng long khiến người ta run như cây sấy, bạch ngọc kinh to như vậy, có thể. Nói trong chốc lát đã trở nên đầy phong ba, có thể thấy được trong thành tự loạn, rốt cục đã nghiêm trọng tới mức nào rồi. Mẹ kiếp, con lửa ngốc kia đừng có bị người ta bắt, ta phải giúp hắn một tay thôi. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng đã chạy tới từ trong vạn bảo lâu, nhìn loạn tượng lần này không nhịn được lo lắng thay gã, trong lòng hung ác, liền vừa trốn vừa ném lôi hoàn, viêm phù vào trong các tòa nhà, trong chốc lát hỏa hoạn ngập trời. Đến lúc này, trong bạch ngọc kinh càng nát bét, không biết có bao nhiêu giọng nói quát lên, Rốt cuộc có bao nhiêu gian tế ma Uyên đã lèn vào bạch ngọc kinh. Huy động toàn thành, lập tức lùng bắt gian tế. Mở đại trận ra, một con ruồi cũng không thể thả ra ngoài. Nghe giọng nói liền làm mấy vị lão tu sĩ thượng thường Nguyên Anh trong thành cũng cảm thấy áp lực cấp bội. Đội thành là vị trí trung tâm quan trọng nhất. Vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra làm cho mấy vị lão tu sĩ đầu mối của đại trận chấn thủ hoang mang không ngừng. Liền có một tiểu hòa thượng mặc áo trắng, che mặt nhảy ra ngoài cầm lôi hoàn ném tới tất nhiên là đồng bọn của người tới từ ma uyên ngay lập tức điều khiển người tới bắt gã lại ai mà có thể ngờ bên này còn chưa bắt được tiểu hòa thượng che mặt bên trong thành các lại nổi lên hỏa hoạn nhưng ngay lúc này mấy vị nguyên anh ở lại trong bành ngọc kinh trấn thủ đều là cao thủ đủ sức một mình gánh vác một phương nhưng vào lúc này lại nhất thời có cảm giác lấy trứng trọi đá nhào nhào thì triển thần thông phân thần hóa niệm chân thân không dám tùy tiện rời nơi chấn giữ nội thành phân từng luồng thần tức nhanh chóng bay tới nam thành trong bạch ngọc kinh tọa chấn một phương chặn giết người tới tường ma uyên lại nói sau khi phương hành tạo ra một trận hòa hoạn liền giúp thần tú rời đi một lực chú ý rồi như một làn khói chạy về phía tây thành muốn trốn mỗi nơi trong thành một chút lúc này toàn thành đang giới nghiêm hắn cũng không dám lửa không quanh thân bao phủ một hàng khói xanh bay vút trong hẻm nhỏ sơn âm cách xa cung điện lấy tu vi hiện tại của hắn chuyện này vốn có thể như quỷ ảnh khó ai có thể phát giác ra chân không ngừng một khắc nào Đi tới bên cạnh một cái tiên hồ mênh mông cạnh thành, bờ kia của hồ chính là từng thành liên miên đồ sộ, chỉ cần nghĩ cách ra khỏi thành thì sẽ như biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Trốn đến nơi này đã xem như là thành công được một nửa rồi, trong lòng Phương Hành cũng nhẹ thở phào, tạm nghỉ trên một phiến đá lớn rồi bắt đầu suy nghĩ nên ẩn thân một thời gian hay là trực tiếp xông ra khỏi thành. Nhưng ngay lúc này, một hơi còn chưa kịp thở xong liền nghe thấy trên trời cao có một luồng uy thế đáng sợ ép xuống, có người lạnh giọng hét lớn: Tiêu hữu tới từ Ma Uyên, ngươi ẩn thân lâu vậy trong Bạch Ngọc Kinh, nếu đã bị lộ, sao không ở lại lâu thêm mấy ngày, Ùm ủng. Sau một tiếng gầm lên này, từng tên thần quang đáng sợ đã giáng từ trên trời xuống, phương hành hoàng sợ tới mức dựng hết tóc gái lên, ném bao tải xuống muốn sông lên liều mạng, nhưng chợt nhận ra, phát hiện trong chiêu thần quang rơi từ trên trời xuống lại không phải nhằm vào mình mà tất cả đều đánh về phía hồ nước. Cũng đúng lúc này, trong tiên hồ mênh mông rộng lớn, đột nhiên hồ nước cuộn lên sông thẳng lên trời, bắt thấy ngân hà đảo lưu uy thế cực kỳ khủng bố trong hồ nước cực kỳ hỗn loạn thình lình có một con quái ngư khom người lõm lưng phun một tia ngân kiếm về phía không trung đã bị bản tọa phát hiện ra tung tích còn muốn tác loạn hay sao lão già trên không tùng dâu bạc tóc trắng người mặc đại hồng bào trong tiếng quát lại tay áo vung lên rồi có một cái xích sắt bay ra từ trong tay áo đánh về phía đầu của quái ngư một phát đánh rất ngân quang phun ra từ trong miệng quái ngư thế thì không ngừng lại gõ thẳng xuống đầu quái ngư nhìn thế rơi này là muốn đánh quái ngư thành cá viên cũng không có vấn đề lăng hư lâu chủ chỉ bằng một phần thân của người lại dám phát ngôn nửa vãi muốn bắt ta ư cũng ngay lúc này đột nhiên ở dưới đáy hồ lần nữa có một tia ô quang bay ra lại là một đao ảnh hung hăng đập hư ảnh xích sắt sắp rơi xuống khó khăn lắm mới cứu được quái ngư sau đó đao ảnh làm đáy hồ nổi lên một nữ tử cầm song đao sắc mặt trắng bệch giống như đã bị thương chỉ là ánh mắt lại cực kỳ thờ ơ ẩn chứa sát khí nhìn về phía lão tu hồng bào trên không trung. Ha ha, ngươi muốn dẫn chân thân của ta tới còn chưa đủ tư cách, một phần thân đủ để bắt ngươi rồi. Lão tu hồng bào cười lạnh một tiếng, vùng thước vỗ tiếp. Ở lại đây đi. Bùng, bùng. Xích sát hạ xuống văng lên sóng nước vạn trượng, dưới ánh mắt trời lái lên ngân tuyết như châu ngọc vỡ nát. Nguyên anh ta cũng có thể chém, huống chi là một phân thân của ngươi nữ tử cầm song đao cũng quát lạnh cầm song đao trong tay nhìn như chậm lại cực kỳ nhanh vẽ một vòng tròn giao thoa với tia chém mà lão tu hồng bào chém tới một trận đấu pháp bất ngờ diễn ra trên hồ lớn kim đan đại thừa ác chiến với phân thân nguyên anh trong chốc lát có phần thắng bại ngay lúc này phương hành đang núp bên hồ cũng đã ngây người nhìn về phía nữ tử cầm song đao trong không trung con mắt trợn tròn người ma uyên hắn khó tin nhìn nữ tử này so mắt tới mấy lần thế nhưng không sai chính là nàng đại biểu tỷ mới đồng hành với mình cùng thần tú hồi lâu, mới mấy ngày trước mới chia tay. Sao nàng lại thành người của Ma Uyên rồi? Tiểu bối, ngươi mượn cơ hội Ma Uyên bạo loạn dẫn thánh nhân chấn giữ trong bạch ngọc kinh đi rồi lèn vào đại trận tiếp dẫn để lại đóa ma hoa kia, rốt cuộc là có ý gì? Mau mau khai thật rồi trở về cùng lão phu, loại bỏ ma hoa đi, bằng không lão phu sẽ chấn áp ngươi rồi đánh ra thần hồn, cũng có thể hỏi ra được chân tướng. Lão tu hồng bào trên không trung tức tối lớn giọng hét, tuy chỉ là một phân thân, nhưng thần thông nguyên anh sao có thể bình thường được, so với pháp tướng thông thường còn mạnh hơn, pháp được toàn thân như vô biên không tận, cực kỳ hùng hồn chấn áp đại biểu tỷ ở thế hạ phong. Ha ha, một khi đã trồng thần đồ hoa xuống, một hơi sẽ mọc dễ, sinh trưởng trong một chén trà nhỏ, một nén hương sẽ nở hoa, bây giờ thánh nhân của Bạch Ngọc Kinh các người không ở đây, các người muốn chém hoa này chỉ có thời gian một nén hương ngươi có chắc trong thời gian một nén hương này có thể bắt được ta không? Lúc này đại biểu tỷ cũng liều mạng chống cự nội thương, khóe môi đã có máu tươi rỉ ra rồi. Nghiệp trướng, biết ngay là ma uyên các người giáp tâm hại người mà. Đại tu hồng bào tức giọng hét lớn, xuất thủ nhanh hơn, chỉ có điều dù sao cũng chỉ là một phân thân, so với chân thân thì thực lực yếu hơn không ít, trong nửa khác thật sự không có cách nào bắt được cô gái này nhanh hơn được, chân thân lại không dám cách xa lại trận tiếp dẫn đang tọa chấn, dưới tình thế cấp bách đã không nhịn được mà hét lớn. Vong tình lâu chủ, thính tuyết lâu chủ, hắc ngục lâu chủ chính chủ ở đây, đừng quan tâm tới tên hòa thượng áo trắng tiên nữa, cũng đừng để ý tới việc trong thành bị cháy. Bây giờ tình thế khẩn cấp, nhanh chóng tới đây giúp ta chấn áp yêu nữ ma uyên này. Không biết xấu hổ, tu vi cao như vậy, lại vẫn phải gọi giúp đỡ. Đại biểu tình nghe xong, vừa vội vừa tức, xong đau cuồn cuộn vẽ lên hai đường dài, xé rách không chung tiểu bối, rơi vào tay ta, nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đại tu mặc hồng bào càng không khách khí nữa, toàn lực thi triển tu vi, liên tục không ngừng chấn áp nữ tử này. Mà ở phía xa trên các thành đã mơ hồ có lưu vân tụ lại, rõ ràng là phân thân của mấy vị lâu chủ khác hoặc là đang đời giết tiểu hòa thượng thần tú làm người ta chán ghét, hoặc là vội vã kiểm tra chuyện vạn bảo lâu bị cháy đang chạy tới. Bây giờ tình thế nguy cấp, ngay cả bọn họ cũng không sử dụng phân tâm hóa thần thuật để cử pháp tướng tới mà trực tiếp dùng phân thân tới đây, sức mạnh phát huy ra có thể mạnh hơn một chút. Ta là tộc nhân của Bắc Minh, thể sống chết sẽ không rơi vào tay các người. Đại biểu thì hiển nhiên chạy không thoát, lại cắn răng một cái, hai tay nâng ở trước ngực, bóc một cái pháp ấn kỳ quái. Sau khi pháp ấn này xuất hiện, ở vị trí ngực của nàng không ngờ lại có thể thấy cấm chế mắt thường nhìn thấy được hiển hóa ra, cùng lúc đó, con quái ngư kia đã nhảy ra khỏi nước chủ động bay đến trước mặt nàng, trong ánh mắt chứa sự bi thương, nhẹ nhàng ngó cái đuôi. Ngư nhi xấu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, ngươi trước đi, đại biểu tỉ cắn môi, nhẹ nhàng ấn pháp ấn vào chán của quái ngư. Nói cũng kỳ quái, sau động tác này của nàng, phong ấn trong ngực của nàng lại ẩn nhiên có một luồng ma ý đáng sợ phóng ra ngoài. Ma trùng Đại tu mặc hồng bào thấy cảnh ấy thì trong giây lát kịp lui lại, sắc mặt kinh hoàng là tiên thai đại biểu tỷ cán răng xoay người tiếp tục ấn pháp ấn vào giữa chán của quái ngư lão giả mặc hồng bào hét lớn ngươi điên rồi phải không ma chủng chưa thành ngươi lại phóng nó ra ngoài bản thân ngươi chắc chắn sẽ phải chết đại biểu tỷ nhìn ông ta một cái thấp giọng nói ta đúng là đang giết chính mình đấy lão giả mặc hồng bào cho mày đối mặt với cảnh tượng quỷ dị này dĩ nhiên cũng làm ông ta với tu vi bậc này không dám tiến lên ngăn cản hiển nhiên cục diện gấp gáp sẽ thay đổi tới mức không thể thu dọn được phương hành không tiếp tục nhìn được nữa mặc dù bây giờ cục diện phát triển làm trong lòng hắn cũng đầy bụng ban khoăn nhưng dù sao đã quen biết đại biểu tỷ lâu vậy rồi không làm nổi việc trừng mắt nhìn nàng đi chịu chết chỉ có thể cắn răng một cái làng yên không một tiếng động phi thăng thuận tay sờ một cái móc phong thiện tiểu đình trong túi chữ vật ra vòng nửa vòng trong không trung sau đó hung hăng đập vào cái ót của lão tu mặc hồng bào. Tới địa ngục cho ta. Buồn bực Phong Thiện tiểu đình này chính là do Phong Thiện đại đình biến thành, vô cùng nặng, lần này đập xuống làm phân thân của Nguyên Anh lão tu sửng sốt, thân thể không ngừng run lên, trong một lát mới quay đầu lại kinh ngạc, cổ quái nhìn Phương Hành. Ồ, sao đập xong lại không bất tỉnh nhỉ? Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm mình vẫn không được chuyên nghiệp như thần tú đã sử dụng không ít tinh thần, đập cũng trúng chỗ rồi, nhìn ra được lão đầu kia cũng bị mình đập cho sửng sốt nhưng lại không giống thần tú làm người ta chưa kịp nói gì đã ngã. Chỉ có điều cũng không sao cả, một cái không được thì hai cái. Lại tới địa ngục đi, phương hành quyết tâm, phung đỉnh tới, đập về phía đầu của Nguyên Anh mặc hồng bào này cái nữa, càng một tiếng, lão tu mặc hồng bào như cúc gỗ,